Không biết lúc nhỏ mọi người có từng nghĩ đến thế giới tương lai sẽ hiện đại như thế nào không? Bản thân sau này liệu có được cuộc sống như mình tưởng tượng, hoặc là có gặp được một nửa kia như ý muốn hay không? Tôi tin rằng những vấn đề trên rất nhiều người ít nhiều đều đã từng nghĩ đến. Và cũng chính vì con người thực sự quá tò mò về tương lai, cho nên con người từ sớm đã suy xét về vấn đề làm thế nào để thông qua khoa học kỹ thuật thực hiện du hành thời không. Cho đến năm 1943, René Barhevel, một nhà tiểu thuyết người Pháp, có đưa ra một luận điểm như thế này trong sách của mình. Ông ta nói rằng, giả sử trong tương lai có thể thực hiện được du hành thời không, vậy nếu như có người trở về quá khứ giết ông nội của mình, vậy thì cha của anh ta cũng không được sinh ra. Không có cha thì sẽ không có anh ta. Vậy là ai đã giết ông của anh ta đây? Đây chính là nghịch lý ông nội nổi tiếng. Mặc dù nghịch lý này được đưa ra từ trong một cuốn tiểu thuyết, thế nhưng vẫn gây xôn xao dư luận rất lớn. Mọi người bắt đầu cho rằng nghịch lý ông nội đã giải thích một cách hoàn hảo, du hành thời không chắc chắn không thể thành sự thật. Cho đến năm 2016, một nhóm các học gia của NASA đã phát hiện ra các hạt neutrino bay lên ngược hướng tại Nam Cực. Sự việc này lúc đó đã khiến cho giới khoa học náo động, bởi vì neutrino là được sinh ra trong thời khắc vụ nổ lớn vũ trụ, mà chúng chỉ có thể từ vũ trụ phóng lên bề mặt trái đất. Nhưng các học gia của NASA lại phát hiện các hạt neutrino từ mặt đất bay lên, ngay cả đến hướng quay của nó cũng khác. Thường thì neutrino là quay về hướng bên trái, còn neutrino ở Nam Cực thì lại là hướng phải. Cũng vì biểu hiện bất thường của neutrino khiến cho nhà khoa học tham gia nghiên cứu Peter Gorham đã đưa ra một giả thuyết táo bạo. Ông cho rằng thời gian của neutrino ở Nam Cực đang lùi ngược lại, cho nên chúng ta mới nhìn thấy neutrino di chuyển lùi. Điều này không khỏi khiến tôi nghĩ đến bộ phim mới ra mắt 2 năm trước, Tenet. Trong phim có nhắc đến con người trong tương lai có thể thông qua việc đảo ngược entropy để kiểm soát hướng của dòng chảy thời gian, rồi từ đó trở về quá khứ, thay đổi hiện thực. Điều này chẳng phải rất giống với neutrino mà chúng ta nhìn thấy ở Nam Cực hay sao? Chẳng lẽ có người đang kiểm soát thời gian? Quả nhiên, ngay sau khi biết được thông tin này, tôi lại đã phát hiện ra một trường hợp xuyên thời không rất đáng kinh ngạc. Hóa ra từ rất lâu trước kia, những ví dụ về du hành thời không đã liên tục xảy ra. Thậm chí bạn và tôi đều có thể đã từng không may xuyên thời không, chỉ là chúng ta không để ý mà thôi. Và trong những trường hợp đó, trường hợp của Sergei là nổi tiếng nhất. Thế nhưng tình tiết trong câu chuyện mà mọi người quen thuộc đã bị lọt mất rất nhiều chi tiết quan trọng. Các bạn hãy ngồi vững nhé, chút nữa sẽ có tin tức chấn động công bố với mọi người. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về người tương lai đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử. Nếu như có một ngày nào đó, khi bạn đang đi trên con đường quen thuộc, nhưng đột nhiên phát hiện ở đây mọc một cái cây mà mới hôm qua thôi còn chưa có, và rồi chỉ qua một ngày thôi, cái cây này lại đã biến mất rồi. Hoặc là đúng lúc bạn đang uống cà phê tán gẫu với bạn bè, đột nhiên phát hiện, cảnh tượng ở đây và cả cuộc đối thoại nữa, dường như có một cảm giác quen quen. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn có thể đã du hành thời không rồi. Năm 2012, đài truyền hình Ukraine 1 cộng 1 bất ngờ đưa tin về một trường hợp du hành thời gian theo phương thức chuyên đề. Và câu chuyện này ngay lập tức đã trở thành bản tin quốc tế. Bởi vì bên trong câu chuyện có rất nhiều chứng cứ chứng minh rằng người này đúng là người du hành thời không. Và tất cả mọi chuyện phải bắt đầu nói từ năm 2006. Ngày 23 tháng 4 năm đó, trên đường thành phố Kiev, thủ đô của Ukraine, đột nhiên xuất hiện một nam thanh niên ăn mặc rất kỳ dị. Do người thanh niên này mặc đồ rõ là lỗi thời, thêm vào đó, anh này cứ quanh quẩn xung quanh đó nên đã thu hút sự chú ý của một cảnh sát tên Sergei Onopenko. Nhưng khi cảnh sát chưa kịp hỏi điều gì, người thanh niên đã bước lại gần nhờ cảnh sát giúp đỡ. Người cảnh sát này nhớ lại. Do hành vi của nam thanh niên này quá kỳ lạ, vì vậy mà sau cuộc nói chuyện, cảnh sát đã lập tức yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân. Nhưng mà anh thanh niên lại rút ra một thẻ chứng minh thư thời xưa. Hơn nữa trên thẻ còn có một bức ảnh y hệt hình dáng anh thanh niên này. Căn cứ theo thông tin trên đó, anh thanh niên trước mắt tên là Sergei Ponomarenko, sinh năm 1932. Nhưng mà điều này không đúng. Nếu như anh thanh niên này sinh năm 1932 thật, vậy thì đáng lẽ năm 2006, anh ta chắc đã phải 74 tuổi rồi chứ. Thế nhưng anh thanh niên trước mắt đây lại rất trẻ. Vì thế cảnh sát không nói thêm lời nào, liền đưa ngay anh thanh niên này đến bệnh viện tâm thần. Dựa theo những gì cảnh sát Onopenko nhớ lại, trên đường họ đến bệnh viện, Sergei tỏ ra rất lo lắng và thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một mình. Những hành động này càng khiến cho cảnh sát chắc chắn rằng anh này chắc hẳn là tinh thần không bình thường. Ngay cả đến y tá trong bệnh viện lúc đó, cô Elena nói. В тот момент, когда мне позвонили, он посмотрел так, как будто видит впервые мобильный телефон.
Ну, я поняла, что нам привезли трудного пациента. Một lúc sau, cuối cùng Sergei cũng đã gặp bác sĩ Pavel Krutakov. Hình ảnh dưới đây là băng hình mà bác sĩ ghi lại do cần lưu giữ tình trạng của bệnh nhân. Căn cứ theo cách nói của bác sĩ, mới gặp Sergei là ông đã cảm thấy nam thanh niên rất bất an, hơn nữa tính cảnh giác rất cao, thậm chí còn không muốn nói chuyện với ông ấy. Молодой человек, если вы будете все время молчать, и мы с вами не найдем общего языка, мне будет очень трудно вам помочь. Я не уверен, что мне нужна ваша помощь. Mặc dù Sergei không cho rằng bác sĩ có thể giúp gì được mình, nhưng đến cuối cùng, bác sĩ đã tìm ra biện pháp khiến cho Sergei nói chuyện. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Vừa nói dứt câu, Sergei lại lấy ra chứng minh thư, chứng minh rằng mình thực sự sinh năm 1932. Điều này khiến cho bác sĩ không thể không hỏi, nếu như anh đúng là sinh năm 1932, vậy thì anh cho rằng hôm nay nên là ngày bao nhiêu? Sergei trả lời. Последнее, что я помню, это среда 23 апреля 1958 года. Это очень интересно. Вы хотите сказать, что оказались в будущем с вашей точки зрения? Я не знаю. Bác sĩ nói rằng, lúc đó ông vốn không coi những lời Sergei nói là thật, bởi vì trong những bệnh nhân của ông, cũng từng xuất hiện trường hợp có nhận thức bất thường về không gian hoặc thời gian. Đặc biệt là bệnh nhân vừa xảy ra chấn thương cực lớn thì càng có khả năng xảy ra tình trạng này. Và đối với những bệnh nhân như thế này thì cách điều trị tốt nhất là giúp họ hồi phục lại trí nhớ. Vì thế bác sĩ đã hỏi anh ta một vấn đề. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент, после которого вы оказались в нашем времени? Căn cứ theo cách nói của Sergei, anh nói mình năm nay 26 tuổi và là một kỹ thuật viên bảo trì đường sắt. Ngày 23 tháng 4 năm 1958, hôm đó là ngày nghỉ của anh ấy. Do thời tiết quá đẹp nên Sergei quyết định mang chiếc máy ảnh Yashica mới mua ra ngoài chụp ảnh. Nhưng không ngờ lại đụng phải một vật thể bay không xác định ở góc đường. Sergei nói. Уже во дворе в небе увидел странный объект. Он был похож на колокол, но это что-то другое, и летел он по какой-то странной траектории. Do Sergei chưa bao giờ nhìn thấy chuông biết bay, vì thế anh ấy lập tức lấy máy ảnh ra để chụp lại cái chuông này. Nhưng không ngờ rằng sau khi bấm cửa chập, thì đột nhiên từ năm 1958 lại đã đến 2006 rồi. Có thể tưởng tượng được rằng, sau khi nghe xong ký ức của Sergei, bác sĩ càng chắc chắn rằng anh này điên không hề nhẹ, e là phải điều trị lâu dài. Thế nhưng trước khi bác sĩ kịp suy nghĩ điều gì, Sergei bất ngờ hỏi một vấn đề. На ваших часах остановились стрелки. Подскажите мне лучше, который час? Thật kỳ lạ, ngay sau khi bác sĩ cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, ông phát hiện không biết vì sao đồng hồ của mình cũng ngừng chạy rồi. Hơn nữa, thời gian đồng hồ đeo tay dừng lại, y hệt như đồng hồ treo tường, đều là ở 12h31 phút. Nhưng căn cứ theo cách nói của bác sĩ, lúc đó họ đã nói chuyện được ít nhất 30 phút trở lên rồi. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa, đây là hình ảnh Sergei vừa bước vào phòng khám. Lúc này thời gian trên đồng hồ treo tường là 12h31, y hệt với băng hình mà bác sĩ quay lại. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi Sergei bước vào phòng khám, mọi thiết bị đo thời gian trong phòng đều mất hết hiệu nghiệm. Bác sĩ nói, mặc dù lúc đó bản thân mình cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng dù sao thì thời gian cũng không phải thứ ông ấy quan tâm nhất. Điều ông quan tâm nhất là làm sao để giúp Sergei lấy lại được nhận thức bình thường. Và thế là ông đưa Sergei ra khỏi phòng khám, dặn dò y tá sắp xếp một phòng cho anh ta nghỉ. Điều kỳ lạ là, sau khi bác sĩ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, quay trở lại phòng khám thì phát hiện, đồng hồ trên tường và cả đồng hồ đeo tay của mình lại bắt đầu chạy trở lại. Nhưng cả hai thiết bị đều chậm 30 phút. Các bạn thử nghĩ xem, tỷ lệ hai thiết bị hiển thị thời gian khác nhau lại ngừng chạy cùng một lúc và rồi chạy lại cùng một lúc là bao nhiêu? Chẳng có lẽ nào thời gian trong phòng khám lúc đó bị ai đó làm cho dừng lại hay sao? Thật đáng kinh ngạc, ví dụ kiểu thời gian bị tạm dừng này lại không phải lần đầu tiên xảy ra. Vào ngày 19 tháng 12 năm 1977, nhật báo The Vancouver Sun bất ngờ đưa tin về một việc rất đặc biệt. Theo Colton, một cảnh sát tại Toronto biểu thị với ký giả rằng đúng vào năm 1969, năm mà trật tự địa phương tồi tệ nhất, lúc đó nơi đây thường xuyên xảy ra các vụ trộm cướp. Một đêm nọ, cảnh sát đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Sid Hurich. Ông là nhà phát minh nổi tiếng tại Toronto. Sid nói với cảnh sát rằng ông đã phát minh ra một thiết bị có thể ngăn chặn tội phạm, đồng thời mời cảnh sát đến chứng kiến phát minh này. Khoảng 20-30 phút sau, một vài cảnh sát đã đến nhà ông Sid. Lúc này, nhà phát minh yêu cầu cảnh sát có mặt tại đó đặt súng của mình lên bàn. Và rồi ông vươn tay ra để khởi động một thiết bị đặt dưới bàn. Tiếp sau đó, ông lại yêu cầu cảnh sát giơ tay ra lấy lại súng của mình. Và rồi sự việc thần kỳ đã xảy ra. Những cảnh sát này phát hiện, dù họ có thử thế nào đi chăng nữa, thì họ đều không sao lấy súng một cách nhanh chóng được. Trên thực tế là, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường lúc đó
Ngoài ông Sid ra thì dường như không ai động đậy được. Cho đến khi ông Sid gỡ thiết bị thì cảnh sát mới khôi phục lại được tự do. Lúc này đây, ông Sid lại yêu cầu cảnh sát nhìn xem thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình. Lúc này thì họ mới bàng hoàng phát hiện thiết bị của ông Sid có thể đóng băng thời gian. Hơn nữa còn có thể chỉ định một không gian nào đó khiến cho tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian này xảy ra thay đổi. Thông thường để lấy súng chỉ mất thời gian rất ngắn, thế nhưng khi tốc độ dòng chảy trong không gian này chậm lại thì thế giới mà con người nhìn thấy sẽ sinh ra thay đổi. Ở cuối bài báo này, phóng viên đã tìm đến nhà phát minh là ông Sid. Và theo cách nói của ông, thiết bị kiểm soát thời gian này không thể tính là phát minh của ông, bởi vì phương pháp để có thể kiểm soát thời gian thì sớm đã được ghi lại trong nguyên lý điện học, chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Điều này không khỏi khiến tôi nghĩ đến Nikola Tesla, bởi vì Tesla chính là một nhà phát minh vô cùng am hiểu tinh thông nguyên lý điện học. Năm xưa, ngoài việc phát minh ra dòng điện xoay chiều, ông thậm chí còn phát minh ra năng lượng tự do. Nhưng sau khi Tesla qua đời, rất nhiều phát minh của ông đều bị FBI liệt vào cơ mật. Điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi rằng trong những tài liệu bị liệt làm cơ mật, liệu có thiết bị kiểm soát thời gian hay không đây. Không chỉ vậy, FBI còn công bố một phần hồ sơ được giải mật vào năm 2020, chỉ thẳng rằng Tesla là một người sao Kim. Tôi biết điều này thật khó tin, nhưng dù sao thì tài liệu cũng là từ trong web giải mật của FBI. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như không có chút bằng chứng nào thì tài liệu này liệu có bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ liệt vào làm cơ mật hay không. Điều đáng chú ý là cũng giống như nhiều phát minh khác của Tesla, thiết bị kiểm soát thời gian của ông Sid kể từ đó cũng không rõ tiến triển tiếp theo. Trên thực tế, nếu không phải nhìn thấy bài viết về sự việc này, tôi thậm chí cũng không biết từng có người phát minh ra thiết bị đóng băng thời gian thành công. Và nếu như thời gian có thể tạm ngừng lại, vậy chẳng phải biểu thị rằng câu chuyện của Sergey cũng có thể là thật hay sao? Chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của Sergey. Ngay sau khi Sergey bước ra khỏi phòng khám, bác sĩ Krutkov để thấy thời gian lại bắt đầu chạy. Nhưng ông vẫn không tin câu chuyện của Sergey. Ông cho rằng cái tốt nhất hiện nay đó là đem rửa những bức ảnh trong máy ảnh của Sergey ra. Bởi vì dựa theo cách nói của Sergey, trước khi anh ta xuyên thời không đã từng chụp được một cái chuông biết bay. Và từ đó trở đi, Sergey mới cho rằng bản thân mình đã xuyên về thời không. Cho nên chỉ cần bác sĩ rửa những bức ảnh trong máy ra để chứng minh rằng Sergey từ đầu đến cuối đều sống tại 2006. Vậy thì Sergey chắc sẽ hiểu tất cả chỉ là ảo giác của bản thân mình mà thôi. Vì thế bác sĩ đã lấy máy ảnh từ chỗ Sergey đưa cho nhiếp ảnh gia Vadim Portner. Không ngờ rằng khi nhiếp ảnh gia nhìn thấy chiếc máy ảnh này lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ máy ảnh này là mẫu Fleck của Yashica và nó sớm đã dừng sản xuất từ năm 1959 rồi. Ngay cả đến phim ở bên trong cũng khiến cho nhiếp ảnh gia thấy khó hiểu. Пленка хранится два, а целые три срока и все. Желатин, на основе которого составляли эмульсию, распадался и пленку выбрасывали. Cũng do phim ảnh giữ được rất tốt, cho nên cuối cùng họ đã giữ ảnh thành công. Bức ảnh đầu tiên là cảnh đường phố. Sau đó bức ảnh này đã được xác định đúng là thành phố Kiev như năm 1950. Bức ảnh thứ hai là Sergey. Hơn nữa áo mà Sergey mặc trong ảnh giống y hệt như áo anh ta mặc khi đến năm 2006. Bức ảnh thứ ba là một cô gái trẻ. Bức ảnh cuối cùng là đáng kinh ngạc nhất, bởi vì trong bức ảnh này đúng là có một cái chuông biết bay. Bác sĩ nói, lúc đó khi nhận được những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia rửa ra, ông ấy đã hoàn toàn đờ đẫn. Ситуация была очень непростая. У меня пациент, который утверждает, что прибыл из прошлого. А я, как доктор-психиатр, должен определить диагноз и прописать ему лечение. И вдруг я нахожу доказательства его рассказу. На фотографии изображено действительно нечто похожее на НЛО. Thực ra không chỉ có ảnh mà Sergey chụp được. Bắt đầu từ thế kỷ trước, các nơi trên thế giới thường xuyên có người nhìn thấy UFO. Trong đó hay gặp nhất chính là loại hình đĩa này. Ngay cả đến hiện tượng chưa xác định trên không mà Hải quân Mỹ lần đầu tiên thừa nhận vào năm 2019 cũng là hình đĩa. Điều khác biệt duy nhất là sau khi Sergey nhìn thấy nó thì lại xuyên thời không. Chẳng có lẽ nào lúc đó UFO đang sử dụng phương pháp đặc biệt để xuyên thời không và người cầm máy ảnh bấm cờ chập là Sergey đã vô tình khởi động thiết bị nào đó khiến cho anh ta cũng xuyên thời không cùng rồi hay sao? Căn cứ theo cách nói của Sergey, việc anh ta xuyên Việt là xảy ra trong chớp mắt và vô thức, mà những trường hợp như thế này trong lịch sử lại rất nhiều. Đơn cử như năm 1969, chuyến bay 727 hãng hàng không quốc gia Hoa Kỳ đột nhiên biến mất khỏi màn hình radar. Thế nhưng 10 phút sau, máy bay lại xuất hiện ở cùng một địa điểm đó. Nhưng cơ trưởng lại nói rằng họ không từng xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, càng không nghe thấy đài kiểm soát gọi. Thế nhưng thời gian trên máy bay lại đều đã chậm hơn 10 phút. Chẳng có lẽ lúc đó, máy bay đang bay ở một thời không khác mới khiến cho thời gian tạm dừng hay sao? Ở đây rất giống tình trạng xảy ra với Sergey, bởi vì chỉ cần anh ta xuất hiện, thời gian trong không gian đó liền tạm dừng, đợi đến khi anh ta rời đi mới trở về bình thường. Có lẽ là đã cảm nhận được sự việc mà Sergey trải qua không hề đơn giản, cho nên ngày 26 tháng 4, bác sĩ đã gặp lại Sergey. Lần này bác sĩ đã hỏi anh ta địa chỉ nơi ở năm 1958 để xem có thể tìm thấy người nhà của anh ta hay không.
Lúc đó, Sergey đã đưa một giấy địa chỉ như thế này, và bác sĩ sau đó cũng đưa địa chỉ cho cảnh sát, người đã đưa Sergey đến, mời cảnh sát đi thực địa một chuyến. Thế nhưng do tên đường mà Sergey đưa là cũ, khiến cho cảnh sát tìm mãi mới ra được vị trí chính xác, nhưng lại phát hiện các nhà trên địa chỉ từ lâu đã không còn nữa. Sau khi biết tin này, bác sĩ đã lập tức nói lại với Sergey, và khi Sergey nghe được thông tin, cảm xúc anh ta lúc đó vô cùng suy sụp, thậm chí còn yêu cầu được về phòng để bình tĩnh lại một chút. Và camera phía ngoài phòng khám cũng quay được cảnh Sergey bước ra khỏi phòng khám. Nhưng điều làm bác sĩ không nghĩ đến được rằng đây lại là lần cuối cùng ông ấy gặp được Sergey. Căn cứ theo cách nói của bác sĩ, sáng ngày 27, y tá phát hiện Sergey không còn ở trong phòng nữa. Hơn nữa, đã tìm hết cả tòa nhà, cũng không thấy Sergey đâu cả. Họ mới giật mình phát hiện Sergey đã mất tích. Và thế là họ đã liên hệ ngay với bác sĩ, đồng thời kiểm tra hình ảnh trong camera. Và rồi phát hiện, từ ngày 26, sau khi Sergey bước vào phòng thì anh ta chưa hề bước ra ngoài. Mà trong phòng của Sergey chỉ có một cửa sổ hướng ra bên ngoài, nhưng cánh cửa này cũng được hàn chết bởi lan can sắt rồi. Vậy thì vấn đề đã đến rồi, Sergey làm thế nào có thể biến mất ngay trong phòng được đây? Đương nhiên, việc như thế này ở các nơi trên thế giới cũng đều có trường hợp tương tự. Ví dụ như năm 1954, tại sân bay Haneda, Nhật Bản, đột nhiên xuất hiện một hành khách mang hộ chiếu của một quốc gia không tồn tại, và anh ta cuối cùng cũng biến mất một cách thần kỳ ở trong phòng giam giữ. Chẳng có lẽ những người du hành thời không đều không thể nào kiểm soát thời điểm xuyên thời không của mình hay sao? Do sự việc quá kỳ lạ, vì thế cảnh sát Onopenko quyết định mở cuộc điều tra. Và giờ ông ta phát hiện, vào năm 1978, đúng là có một người tên Sergey Ponomarenko mất tích. Thế nhưng người này rõ ràng già hơn Sergey, hơn nữa thời gian báo án là năm 1978, không phù hợp với thời gian mà Sergey nói. Điều này rốt cuộc là gì đây? Mặc dù hết vấn đề này đến vấn đề khác, thế nhưng cảnh sát vẫn dựa theo ghi chép tìm đến người thông báo Sergey mất tích năm xưa, Valentina. Và sau khi cảnh sát nói với bà ấy lý do mình đến đây, Valentina đã đưa cho cảnh sát xem một cuốn album ảnh. Bên trong đó không chỉ có ảnh Sergey, thậm chí còn có ảnh hai người chụp cùng nhau. Hóa ra cô gái trẻ trong ảnh của Sergey lúc đó chính là người phụ nữ lớn tuổi trước mắt này. Bà Valentina nói với cảnh sát, đúng là năm 1958, Sergey từng mất tích một khoảng thời gian ngắn. Bà ấy nhớ được việc này là do sau lần mất tích đó, Sergey đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Сережа был странным человеком. Он говорил такие вещи, которые в то время невозможно было подумать. И он думал, что видит будущее. С ним что-то вдруг изменилось. Không chỉ vậy, Sergey còn từng tham gia chương trình phát thanh để nói về tương lai mà mình từng nhìn thấy. Và sau đó, cảnh sát cũng đã tìm thấy các tập tin ghi âm của chương trình này trong cơ quan quản lý kho lưu trữ quốc gia của Ukraine. Поверьте, приготовление еды станет удобным и быстрым занятием. К примеру, печь картошку мы сможем с помощью духовки. Xem ra, thứ mà Sergey nói năm xưa chính là lò vi sóng trong camera rồi. Điều này cũng có thể chứng minh lúc đó khi Sergey đột nhiên mất tích là do đã quay trở về thời không vốn dĩ của mình. Ở đây tôi cũng giúp mọi người sắp xếp qua một chút. Ngày 23 tháng 4 năm 1958, do một chiếc UFO mà Sergey đã vượt thời không đến ngày 23 tháng 4 năm 2006. Và rồi, anh ta lại trở về năm 1958, đồng thời đã sống tại đó hơn 20 năm. Cuối cùng do một nguyên nhân nào đó, lại mất tích một lần nữa vào năm 1978. Và khi cảnh sát hỏi rằng, bà cho rằng Sergey còn sống không? Bà Valentina trả lời một cách chắc chắn rằng, vẫn sống. Bởi vì mấy năm trước do bệnh tim mà bà ấy từng phải nhập viện làm phẫu thuật. Khi về nhà, bà phát hiện trong hòm thư có một tấm bưu thiếp. Người đàn ông trên đó nhìn đúng là Sergey mất tích năm 1978. Ngay cả đến đầu tóc ăn mặc cũng y hệt. Đằng sau bưu thiếp còn viết rằng, anh sống rất tốt, sẽ về sớm thôi. Trọng điểm là có người đã tìm thấy nơi mà Sergey chụp ảnh. Mọi người có thể thấy, trong bức ảnh, tòa nhà đằng sau Sergey còn chưa xây. Chẳng có lẽ nào lần này Sergey còn xuyên thời không đến tương lai xa hơn nữa hay sao? Vậy thì sự việc này rốt cuộc là thật hay giả đây? Thực ra tôi cảm thấy điều này đúng là còn tùy người. Dù sao thì ai tin thì sẽ tin. Người không tin thì cho dù nhìn thấy bao nhiêu chứng cứ cũng sẽ phủ nhận thôi. Thế nhưng khi chúng tôi tìm kiếm tài liệu, đúng là có chú ý thấy một điểm khá kỳ lạ. Đó là bưu thiếp cuối cùng của Sergey. Vô dĩ tấm bưu thiếp này có thể chứng minh Sergey đang ở một nơi tương lai xa xôi. Thế nhưng trong những tòa nhà đằng sau lưng anh ta lại có thể nhìn thấy một số tòa nhà trùng lập. Vì thế có người cho rằng bức ảnh này rất có thể là đã qua Photoshop. Điều này đã gián tiếp chứng thực rằng câu chuyện Sergey rất có khả năng là một màn kịch. Và cũng có nhiều người cho rằng tấm bưu thiếp cuối cùng là do ai đó cố ý tạo ra sau khi sự việc này trở nên rầm rộ, cho nên mọi người mới nhìn thấy những tòa nhà trùng lập xuất hiện. Vậy còn các bạn thì nghĩ thế nào? Bạn có cho rằng câu chuyện Sergey đã từng xảy ra hay không? Bạn cho rằng tấm bưu thiếp cuối cùng có đáng tin không? Và điều quan trọng nhất là các bạn có từng hoài nghi rằng chính mình đã từng xuyên thời không? Hoan nghênh mọi người bình luận chia sẻ nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian,
các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.